Ở tuổi U40, Nông Hoi vẫn xinh đẹp rạng ngời, xứng danh mỹ nhân chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. Ngoài ra, Nông Hoi cũng may mắn tìm thấy tình yêu chân thành và được nhà chồng hết mực thương yêu. Ngày 11 tháng 5, Hoa hậu chuyển giới Thái Lan Nông Hoi bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân một số hình ảnh khi tham dự sự kiện ở Central Embassy Bangkok. Ngay lập tức, những hình ảnh này đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của cư dân mạng và thu về vô số lượt thả tim từ netizen. Trong những hình ảnh được chia sẻ, Nông Hoi gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp và cực trẻ trung ở ngưỡng U40. Bên cạnh đó, mỹ nhân chuyển giới số 1 Thái Lan còn khiến người hâm mộ trầm trồ với vẻ ngoài quyến rũ khi diện chiếc váy có phần cổ khoét sâu cực sexy. Phía dưới bài đăng của Nông Hoi, rất nhiều netizen đã để lại những lời khen có cánh cho sự xuất hiện ấn tượng lần này của mỹ nhân chuyển giới. Đẹp quá trời, xinh đẹp nhất giới giải trí, đẹp như AI, tại sao có thể mãi xinh đẹp như vậy được? Sau khi về chung nhà ông xã doanh nhân, Nông Hoi vẫn tập trung vào hoạt động kinh doanh của mình. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên xuất hiện trong sự kiện của các thương hiệu đình đám. Mỗi lần lộ diện, nàng hậu chuyển giới đều nhanh chóng khiến người hâm mộ trầm trồ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng quyến rũ cùng thần thái sang chảnh ở tuổi U40. Dù là người thừa kế của Azor, doanh nghiệp sở hữu chuỗi bảo tàng, nhà hàng, quán cà phê và homestay nổi tiếng, nhưng Ork Fakwa vẫn dành nhiều thời gian để đồng hành cùng bà xã Nông Hoi trong nhiều hoạt động. Đặc biệt, trong một số sự kiện của thương hiệu cao cấp, nàng hậu chuyển giới không đi một mình mà được ông xã đích thân thắp tùng đến sự kiện. Cả hai thoải mái xuất hiện chung trước truyền thông sau khi kết hôn. Bên cạnh đó, loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi ở các sự kiện này cũng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Giống như các cặp vợ chồng khác sau khi kết hôn, Nông Hoi và ông xã Ork Fakwa cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch nước ngoài cùng nhau. Cặp đôi đã ghé thăm rất nhiều quốc gia xinh đẹp như Pháp, Ý, Nhật Bản. Mỗi lần đặt chân đến một địa điểm mới, Nông Hoi và nửa kia đều chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại đây. Nông Hoi tên thật Trichada Bacharat, sinh ra là bé trai nhưng phẫu thuật chuyển giới năm 17 tuổi. Sau khi chuyển giới thành công với ngoại hình nổi bật, Nông Hoi đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới tại Thái Lan vào năm 2004, đồng thời giành được ngôi vị cao nhất của cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế trong cùng năm đó. Khi nhìn lại khoảnh khắc đăng quang của Nông Hoi, ai nấy đều câm nín trước nhan sắc nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc sảo của mỹ nhân này. Từng đường nét trên gương mặt cô nàng đều hoàn hảo đến khó tin, từ đôi mắt biết nói, sống mũi cao thẳng cho đến khuôn miệng cười xinh xắn đều vô cùng thu hút. Và từ đó đến nay, dù đã qua bao mùa Hoa hậu chuyển giới, Nông Hoi vẫn thường được nhắc đến như một tường thành khó đánh bại của cuộc thi nhan sắc tầm cỡ này. Sau khi đăng quang, mỹ nhân 8X liên tục xuất hiện tại các lễ trao giải, sự kiện thời trang và lên bìa tạp chí nổi tiếng. Bên cạnh đó, cô có cơ hội thử sức trong nhiều lĩnh vực, từ người mẫu MC cho đến diễn xuất. Dù ở lĩnh vực nào, Nông Hoi cũng hoàn thành tốt và gặt hái được những thành công đáng nể. Người đẹp nhiều lần được bình chọn là sao chuyển giới đẹp nhất Thái Lan. Cô từng đóng các phim điện ảnh truyền hình như Cuộc chiến Á viện, Đổ thành Phong Vân 2, Bác sĩ ma quỷ, Nankan. Có thể nói Nông Hoi đã may mắn hơn rất nhiều mỹ nhân chuyển giới khác trong làng giải trí, bởi lẽ cô có thể tìm thấy tình yêu chân thành và được nhà chồng hết mực thương yêu.